Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013-2015, Tổng công ty 36, đơn vị cổ phần hóa dưới mô hình tổng công ty đầu tiên trong quân đội, đang tích cực triển khai thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp của mình. Năm nay là năm thứ ba Tổng công ty 36 triển khai thực hiện mô hình công ty mẹ, công ty con và đã khẳng định tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự chi phối chỉ đạo của công ty mẹ với các đơn vị thành viên. Đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, trọng điểm. Chỉ trong nửa đầu năm nay, Tổng công ty 36 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất 3.300 tỷ đồng trên cơ sở chủ động xác lập đăng ký giá trị của từng đơn vị trong toàn tổng công ty và xử lý dứt điểm các tồn đọng, tập trung phối hợp cùng chủ đầu tư khơi thông nguồn vốn những công trình khó khăn. Tổng công ty đã đầu tư vào các công trình đã tiếp thị những năm trước, mà hàng đầu là hai dự án BOT quốc lộ số 6 Hòa Bình Hòa Lạc và quốc lộ 19 qua Bình Định Gia Lai. Trụ sở làm việc của Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, công trình trụ sở Cựu chiến binh Việt Nam, công trình hồ chứa nước Bản Mòng, trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước cùng nhiều công trình trọng điểm khác. Bên cạnh đó, những công trình lớn đặc thù như tại công trình Formosa, tổng công ty đã ghi đậm dấu ấn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời bình trong sản xuất khi đã thực hiện thành công 14 km đường ống dẫn nước theo công nghệ mới và tiên tiến trên thế giới mà nhà thầu trước đó không làm được. Đồng thời, cũng tại công trình này, trong thời gian nhạy cảm, 36 đã chung tay cùng chủ đầu tư góp phần tạo ra môi trường sản xuất ổn định, được tỉnh ủy đánh giá cao. Vẫn khẳng định mình là doanh nghiệp đa năng, luôn tìm tòi những hướng đi mới cho những thành công mới, 36 đã chủ động mở rộng sang các dự án liên quan trên các lĩnh vực xây lắp, hạ tầng, đầu tư có trọng tâm trọng điểm nên kết quả trúng thầu cao, đủ việc làm cho năm 2014 và gối đầu cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, với việc thi công phần thân trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam cao 28 tầng theo thiết kế Nhật Bản, trong điều kiện chật hẹp lại xây dựng ngay trên nơi sản xuất chương trình của đài, đòi hỏi cao về chất lượng và thời gian thi công ngắn trong 9 tháng. Các cán bộ công nhân triển khai thi công gấp rút và dự kiến sẽ đạt đúng tiến độ. Có thể thấy, luồng sinh khí mới từ việc chuyển đổi mô hình cổ phần hóa tổng công ty đã đem lại sức sống mới trên các công trình. Người lao động người ta tự giác hơn và cũng chính có cái quyền lợi cho nên là bản thân người ta nâng cao được tinh thần trách nhiệm, gắn được với lại cái trách nhiệm của họ trong cái quá trình mà tham gia sản xuất, và đặc biệt là đối với những công trình như này thì với tiến độ rất là gấp rút và anh em với là nỗ lực, quyết tâm cao và sự sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ sớm đưa công trình đúng tiến độ của hợp đồng. Đường quốc lộ 19 qua địa phận tỉnh Bình Định Gia Lai. Đây là công trình lần đầu tiên một doanh nghiệp quân đội thực hiện một dự án BOT giao thông theo hình thức chọn gói, vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu thi công, không liên danh với các nhà thầu khác. Khởi công đầu năm, đến nay công trình đã đi được 1/3 chặng đường mặc dù ngân hàng chưa giải ngân. Hiện tại công trình đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép đầu tư và dự tính đến tháng 10 năm 2015 sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng. Nhìn vào 36 là thấy ngay những con số đáng nể dựa trên những tính toán không ngừng cho sự phát triển. Ngay từ việc hình thành Tổng công ty 36 cũng có nhiều điểm khác so với nhiều đơn vị doanh nghiệp. Trong khi các đơn vị doanh nghiệp trong quân đội thường hình thành phát triển từ sư đoàn, binh đoàn, trung đoàn, được thừa hưởng trên một tài sản sẵn có của quân đội, thì Tổng công ty 36 thừa kế trên con số âm. Bộ Quốc phòng đã để lại cho chúng tôi một cái thương hiệu. Tôi nghĩ rằng đấy là cái thương hiệu rất quý giá, đó là người lính thời bình. Doanh nghiệp của quân đội, đấy chính là thương hiệu. Chúng tôi chỉ có kế thừa và phát triển người lính Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Thì đối với 36, chúng tôi có một cái hướng đi là chúng tôi có tư duy sáng tạo và không đi theo bất cứ một lối mòn nào, vừa làm vừa điều chỉnh. Chỉ trong vòng 10 năm, từ năm 2003 đến năm 2013, Tổng công ty 36 đã có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 36 đã mạnh dạn trải nghiệm những tư duy kinh doanh mới như đầu tư lớn trong mua sắm xe máy công trình, nâng cao năng lực uy tín và thương hiệu của mình,
thậm chí là sáp nhập để cứu cả công ty khác trên đà phá sản. Thế nhưng, kết quả là Tổng Công ty 36 đã biến thách thức thành cơ hội và doanh thu của Tổng Công ty từ chỗ vài chục tỷ giờ lên 3.000 tỷ đồng. Rồi trong lúc thị trường nhà đất đóng băng, thì 36 vẫn thực hiện thành công hai dự án bất động sản. Bí quyết thành công của 36 có lẽ gói gọn trong phương châm quyết tâm thực hiện, làm chủ thị trường, sáng tạo tiên phong, dựa chắc từ thực tiễn và khoa học. Đặc biệt trong cổ phần hóa, cũng như là nâng cao cái sức cạnh tranh, cũng như là nâng cao cái tư duy quản trị, thì tư duy sáng tạo là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho nó một cái lộ trình từ lâu. Và trong cái thời gian vừa qua, đối với một doanh nghiệp nhà nước làm chủ hai dự án BOT, tức là chuyển đổi giữa đơn vị xây lắp, đây là nhiệm vụ kép, vừa xây lắp lại vừa làm chủ đầu tư. Vừa qua, Tổng Công ty 36 được Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Quốc phòng đồng ý cho cổ phần hóa, lộ trình từ nay đến hết năm 2015. Đây là cơ hội cho sự chuyển biến mới, nhưng cũng là một thách thức. Bởi khi chuyển đổi cổ phần hóa, nghĩa là chuyển đơn sở hữu thành đa sở hữu. Do vậy, bao giờ thách thức và cơ hội cũng đan xen lẫn nhau. Thách thức thứ nhất, mặc dù đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu anh hùng năm 2013, nhưng với bản chất tiên phong, 36 tiếp tục chinh phục những hướng đi mới khi xung phong đi đầu cổ phần hóa công ty mẹ, điều chưa từng có tiền lệ trong Bộ Quốc phòng. Đối với doanh nghiệp quân đội, việc bán cổ phần không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, 36 đã có những bước chuẩn bị và việc làm cụ thể, mà trước hết sẽ là mời các chuyên gia đầu ngành đến để truyền tải thông tin, quán triệt tinh thần để mỗi thành viên trong tổng công ty đều hiểu được mục đích chỉ tiêu doanh nghiệp cổ phần hóa là một hướng đi thuận theo sự phát triển tất yếu. Dù muốn hay không, các doanh nghiệp Việt Nam phải đi theo lộ trình cổ phần hóa và cổ phần không chi phối. Hiện tại, nhà nước ta đã cổ phần hóa cho hơn 100 doanh nghiệp, mà theo lộ trình trong 2 năm tới, nhà nước phải cổ phần hóa 342 doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty 36. Với 15 công ty con và 5 đầu mối trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và gần 10.000 lao động hợp đồng. Khi thực hiện thành công cổ phần hóa, Tổng Công ty 36 sẽ góp phần tạo dựng nên một mô hình mới trong quản lý các doanh nghiệp quân đội. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.